Hello anh em nha, chào mừng anh em đã quay lại với kênh YouTube của Nguyễn Vũ Bằng nha anh em. Hôm nay em lên cho anh em một con máy VIP. Trước mặt anh em là một con Kubota 108 siêu lướt nha anh em. Máy này thì không phải bàn rồi anh em ơi. Nó quá đẹp rồi. Con này mà không mua thì mua con nào nữa anh em. Rồi giờ em quay tổng quan em nói cho anh em xem nha. Hình con này ok VIP. Em hàng này thì quan trọng là cái giá cả thôi anh em ơi, còn về chất lượng thì khỏi phải bàn. Anh em nhìn ngoại hình là anh em cũng biết rồi, như siêu mẫu vậy. Anh em đưa em này về xuống đồng là thành đại ca mã xa liền anh em ơi, nó thể hiện cái đẳng cấp của anh em liền. Anh em nhìn cái dàn chân nè, đẹp cỡ này thôi chứ sao nữa anh em. Số của nó nha anh em.
anh em coi tham khảo nha. Ưng bụng thì alo cho em, số điện thoại em để ở cuối video. Em cũng nhắc lại cho anh em là con này thì không phải bàn về chất lượng, này chỉ bàn về giá cả thôi. Gớt tiền là đứa em nó về liền nha anh em. Thôi video cũng dài rồi, em xin kết thúc nha anh em. Cảm ơn anh em đã đến xem nha.